Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Coi 68 TV. Mình là Alice. Và trong video ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng với Alice đi khám phá một tựa game mới sắp sửa được trình làng trong giới gamefi, đó chính là Sony, hay còn gọi là Sony The Universe. Và đặc biệt hơn nữa thì tựa game này đã có bản test rồi, cho nên là xíu nữa Alice cũng sẽ test cho mọi người xem là cái game này sẽ có gì thú vị nha. Welcome to Sony. So, what's up? It's so nice! You want to speak it? I need ammo. That was a close one. Come here! Guns down. Woo-hoo-hoo! Stop! You speak of justice? Here they come. Rồi thì như các bạn đã thấy ở trên màn hình của Alice đây chính là trang chủ của tựa game Sony hay còn gọi là Sony Universe. Các bạn có thể truy cập vào sony.io để mà tìm hiểu kỹ hơn về game cũng như là có thể tải cái bản test của game về chơi thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng lướt sơ qua trang chủ của Sony xem là sẽ có những gì đặc biệt nhé. Rồi, đúng rồi, như các bạn đã xem lúc nãy ở trong cái phần trailer á thì các bạn thấy là đồ họa của game nó khá là dễ thương và nó mang hơi hướng là khá là anime theo kiểu như là truyện tranh ngày xưa ấy. Và đây sẽ là một cái tựa game theo thể loại là turn-based và nó có tính là 3D MMORPG, cho nên là mình nghĩ là animation của game sẽ khá là đỉnh và sẽ mang đến cho mình những cái trải nghiệm khá là tốt và khá là ấn tượng ha. Rồi như các bạn thấy thì đây sẽ là một tựa game NFT được xây dựng trên blockchain và blockchain của nó lựa chọn nó chính là nền tảng là Binance Smart Chain ha. Thì theo Alice biết thì Binance Smart Chain nó sẽ tốn cái chi phí không quá là cao, cho nên là nó sẽ khá là phù hợp với đại đa số người chơi cũng như là giúp cho tựa game có thể tiếp cận được nhiều người chơi hơn ha. Ở đây là hệ thống nhân vật của game. Thì như các bạn thấy là nó sẽ có khoảng 6 nhân vật, nhưng mà Alice nghĩ là nó sẽ có nhiều hơn như vậy nữa. Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần document ha. Rồi đây là một gameplay to earn. Thì đây là một điều đương nhiên rồi, tại vì đã tham gia vào gamefi thì chắc chắn nó sẽ phải có cái cơ chế là earn. Ok. Và đây là những cái tính năng cũng như là chế độ chơi ở trong game ha. Và nó có một cái chế độ gọi là tính năng khá là hay, đó là trade và bid. Thì đối với những tựa game blockchain thông thường Alice chơi á, thì những cái NFT mà chúng ta sở hữu á, chúng ta có thể mua và bán bình thường thôi. Còn ở trong game này á, nó có một cái tính năng đó là bid, là kiểu như là mình đi đấu giá á, thì nó sẽ giúp cho những cái NFT này nó có giá trị hơn nữa ha. Rồi đây là những cái tính năng khác ở trong game. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến vào phần pick deck, tức là phần trắc của mình của game, xem là có gì thú vị nhé. Rồi thì đây là cái trắc của mình của game, cũng khá là huyền bí đấy. Ok, chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 mục nhé. Đầu tiên về overview thì như các bạn đã thấy, đây sẽ là một tựa game play to earn, tức là chúng ta có thể vừa chơi vừa kiếm tiền được ha. Và nó sẽ có tổng cộng là tới hàng ngàn người chơi lận, và nó sẽ có cái tiền tệ riêng của game ở trong game. Và đó còn có một cái gọi là Decentralized Opening Trading Market, tức là nó sẽ là một cái chợ giao dịch kiểu Decentralized á, nó sẽ không có bị chịu chi phối ảnh hưởng bởi bất kỳ một cái bên nào hết. Ok, và game còn có một cái khá là hay, đó là Rare Collectible NFTs per Season, tức là mỗi một season thì game sẽ cho ra những cái bộ sưu tập NFT hiếm để mà giúp người chơi có thêm được nhiều cái NFT đặc biệt hơn nữa bằng cách là làm những cái nhiệm vụ hoặc là đi đấu ải như thế nào đó. Rồi các bạn khi mà sở hữu được những cái NFT hiếm này, các bạn đem lên chợ, các bạn không cần kiểu bán thông thường mà các bạn cứ đấu giá nó, thì cái giá trị của NFT sẽ ngày càng tăng lên nữa ha. Ok, còn đây là cái cơ chế, cái mô hình play to earn của game. Thì như các bạn thấy, game sẽ bắt đầu với một cái free character, tức là game sẽ cho bạn một cái con nhân vật miễn phí để bạn bắt đầu chơi game. Và sau đó bạn sẽ thu thập về những cái fragment, tức là những cái mảnh vỡ, những cái mảnh ghép. Và sau đó các bạn sẽ ghép nó lại thành một cái con tướng hoặc là một cái món vũ khí, trang phục nào đó. Và sau đó các bạn có thể đem đi bán, đem đi bid ở ngoài chợ, hoặc là các bạn có thể sử dụng nó để tiếp tục đi chiến đấu và thu về những cái chiến lợi phẩm khác nữa ha. Thì các bạn bán, các bạn có thể thu về SRC là một cái đồng token ở trong game, hoặc là các bạn cũng có thể thu về đồng
đồng xanh này, tức là một cái đồng quản trị ở trong game ha. Ok, và đây là một cái chế độ khá là hay của game, đó là Raid và Loot. Thì đây sẽ là một cái chế độ mà các bạn sẽ đi đánh thú thế giới, mà các bạn sẽ không đánh một mình, mà các bạn sẽ đánh với hàng ngàn người chơi khác cùng join vào, để mà trong cái thời gian thực đó luôn, tức là cả hàng ngàn người chơi cùng tham gia vào cái chế độ đánh boss thế giới đó, để mà cùng nhau hạ gục cái con boss đó và thu về những cái phần thưởng gain rewards according to their contribution. Tức là bạn đánh mà bạn càng gọi là cống hiến càng nhiều á, thì bạn sẽ nhận về cái phần thưởng càng nhiều và càng giá trị ha. Thì khi mà bạn thu về, bạn sẽ có khả năng là thu về những cái NFT quý hiếm, là rare NFT này. Nó sẽ rớt ra lúc mà bạn đi đấu cái con thú đó. Rồi bạn thu thập nó về và bạn ghép lại thành những cái NFT quý hiếm và bạn đi đấu giá trên chợ. Cho nên là cái NFT này nó sẽ rất là vô chừng, và nó sẽ gọi là tùy thuộc theo cái mức độ gọi là FOMO của mọi người như thế nào ha. Ok, tiếp theo đến với cái phần Governance Tokens, là cái đồng quản trị ở trong game này, đó chính là đồng xanh. Thì các bạn có thể sử dụng nó và kiếm nó như thế nào? Các bạn có thể earn, các bạn có thể kiếm nó bằng cách là chơi game. Các bạn có thể chơi PvP là đấu với người nè, hoặc các bạn có thể đi chiến đấu World Boss là đấu với lại những cái con boss thế giới ha. Hoặc các bạn có thể đi đấu Champion League là đi đấu giải, hoặc là các bạn có thể đi gọi là Island Occupy là đi kiếm đảo ha. Tại vì đây là một cái, nó sẽ có một cái thế giới Metaverse ở trong game, cho nên là nó sẽ có những cái hòn đảo và các bạn sẽ đi chiếm đảo để mà có được những cái hòn đảo riêng cho mình ha. Khá là hay. Và các bạn còn có thể kiếm được cái đồng xanh này bằng cách là bán những cái NFT mà các bạn có, các bạn sở hữu. Sau khi mà các bạn đã earn được đồng xanh rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái đồng xanh đó như thế nào? Thì các bạn có thể dùng nó để mà composite những cái NFT, tức là các bạn sẽ dùng nó để mà ghép những cái mảnh, những cái fragment lại tạo ra một cái NFT mới. Hoặc là các bạn có thể dùng nó để mà promote cái NFT của các bạn lên, tức là nâng cấp những cái NFT, những cái nón mũ hoặc là những cái character ở trong game lên cho nó kiểu viral hơn á. Ok, và các bạn có thể sử dụng nó để mà mua những cái NFT nữa ha. Tại vì các bạn đã có bán thì chắc chắn là sẽ có người mua, và các bạn mua nó, các bạn cũng sẽ sử dụng cái đồng xanh này luôn. Cái profession thì chúng ta sẽ có 5 cái profession chính. Đó chính là Knight, Priest, Mage, Lucifer và Shooter ha. Thì mỗi một cái con này nó sẽ có những cái đặc tính riêng, những cái chức năng riêng, cũng như là những cái chỉ số riêng mà các bạn sẽ sử dụng nó để mà build lên một cái đội hình như thế nào đó, để mà chiến đấu cho từng map, cho từng cái gọi là cho từng cái chế độ chơi sao cho phù hợp với lại cái chiến thuật của bạn nhé. Ok, và trong cái phần character nó có một phần khá là đặc biệt, đó là new character every season. Tức là game nó sẽ có những cái qua từng cái season đó, thì game nó sẽ cập nhật thêm những cái con character mới, những cái con tướng mới, giống như là những cái tựa game bạn chơi trong game truyền thống như là Liên Quân hay là Liên Minh đó. Thì cứ qua một vài mùa thì game sẽ cập nhật thêm một vài con tướng mới vào để giúp cho bạn có những cái chiến thuật mới, cho bạn có thể phối hợp thêm nhiều con tướng lại với nhau hơn ha. Rồi về promotion á, thì các bạn có thể làm gì với lại cái character này? Các bạn có thể nâng cấp nó lên là level up, hoặc là các bạn có thể nâng cái star, tức là nâng cái chỉ số ngôi sao của cái con nó lên. Tức là nó sẽ có những cái ngôi sao á mọi người, kiểu như là theo mức độ hiếm, 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao và tới 5 ngôi sao ha, theo mình nhớ là như thế. Hoặc là các bạn cũng có thể nâng cấp cái chỉ số skill của con này lên luôn. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể promote cái quality, cũng như là mặc thêm trang phục cho nó nữa nha. Tức là promote cái quality, tức là nâng cấp những cái trang thiết bị, những cái vũ khí của con đó á, cũng như là mặc thêm cái custom vào để cho nó mạnh hơn nha. Về equipment thì như các bạn thấy ở đây, nó có rất là nhiều loại equipment, từ dao, từ rìu, từ cung tên, và nó có những cái độ hiếm rất là khác nhau, và tùy theo cái độ hiếm mà nó sẽ có những cái design nó VIP pro hơn nha. Ok, về battle system ở trong game thì chúng ta sẽ được thấy là nó chia thành hai loại chính, đó chính là đấu PvE và đấu PvP. Thì đấu PvE chúng ta sẽ thấy là có 4 mục chính, bao gồm là mainline story, tức là chúng ta sẽ đi theo cái cốt truyện đó và tìm hiểu xem là cái cốt truyện nó có ý nghĩa gì và nó như thế nào. Tức là mình sẽ đi gặp những cái con master để mà nói chuyện, để mà kiểu trò chuyện với nó, và chúng ta sẽ thu về kinh nghiệm ha. Thứ hai là adventures, tức là sẽ đi gọi là vượt ải đó. Thứ ba đó là challenge hero, tức là mình sẽ thử thách hero đó, có những cái thử thách dành cho con hero của mình. Và thứ tư đó là mission, tức là hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao ha. Rồi còn đấu mà PvP á, chúng ta sẽ có những cái chế độ như là đấu arena nè, tức là đấu với những người chơi khác, theo mình nghĩ là như thế. Thứ hai là đấu guild war, tức là sẽ chiến đấu với lại những cái bang hội khác nha. Thứ ba là đấu world boss, tức là lúc nãy mình có nói ngay từ ban đầu á, là chiến đấu với lại những cái con boss thế giới, thì nhiều người chơi sẽ cùng tập hợp lại một nơi và cùng chiến đấu để mà giành về những cái phần thưởng đặc biệt, rare, cực kỳ hiếm. Và cuối cùng đó là Island Occupy, tức là sẽ đi chiếm đảo ha.
Và ngoài cái việc mà các bạn kiếm được những cái NFT, những cái item, những cái fragment ở trong game á, thì các bạn còn có khả năng là kiếm được đồng xanh nữa nếu như các bạn đấu PvP nhé. Ok, và về lộ trình phát triển của game, cái development plan, cái roadmap của game thì đây, như các bạn đã thấy thì họ đã đi được khoảng 1/3 chặng đường rồi ha. Và hiện tại thì họ đã cho ra mắt bản beta để mà mọi người có thể vào test được rồi. Và trong đây thì mình thấy là họ ghi là vào khoảng tháng 2 thì sẽ cho ra official version. Nhưng mà mình nghĩ chắc là do một vài cái điều chỉnh cũng như là họ muốn cải tiến game, cũng muốn hoàn thiện cái game hơn để mà cho người chơi những cái trải nghiệm tốt nhất. Cho nên là cái đoạn official version này nó sẽ delay một chút xíu về cái thời gian release ha. Nên là mình nghĩ nó vẫn ok, miễn sao là khi mà ra game thì nó mang tới cho chúng ta cái trải nghiệm tốt nhất là được. Nhưng mà hiện tại thì các bạn đã thể chơi thử cái bản test rồi, cho nên là ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vào chơi luôn các bạn test để cho các bạn xem là game nó sẽ như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào game Enter để xem là game Sony có những gì nha. Rồi đồ họa kìa, sang xịn mịn chưa. Rồi đây chính là con character của mình khi mà mình mới vào game thì sẽ được game cho ha. Mình đặt tên nó là Alice luôn. Thì các bạn khi mà mới vào game các bạn cũng sẽ được một con nhân vật giống như mình như vậy ha. Hoặc có thể là một con khác nhưng mà nó sẽ là một con miễn phí. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dừng lại chút này một chút xíu để mà giới thiệu cho các bạn sơ về cái giao diện này của game. Thì phía bên trên cùng này, ở phần phía bên trái á, nó sẽ là cái thông tin cá nhân của bạn, kiểu như là nó sẽ có avatar nè, cái thanh kinh nghiệm nè, cái thanh thể lực chiến của bạn nè, cũng như là cái hòm thư mail và cái môn. Còn ở bên phía bên phải trên cùng này nó sẽ có ba thanh, đó là cái thanh có cái đồng tiền màu vàng và màu xanh biển. Thì mình nghĩ màu vàng nó sẽ là cái đồng token là SRC, còn màu xanh biển sẽ là token Son. Rồi bên này nó sẽ là cái thanh có những cái lát bánh mì rất là dễ thương. Thì đây là năng lượng bạn sẽ sử dụng để mà chiến đấu, để mà làm nhiệm vụ ở trong game ha. Rồi ở phía dưới cùng này nó sẽ có tổng cộng là 6 mục, đó là Hero, Attend, Summer Gate, Inventory, Auction và Quest. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến sâu hơn để xem là những cái mục này nó có gì trong đó nha. Rồi mục Hero chúng ta sẽ có là, đây là những con Hero mà bạn đang sở hữu nha. Tất cả những cái hero mà bạn đang sở hữu thì nó sẽ có những cái battle power khác nhau theo cấp độ ABB nè. Rồi bên này là skill, thì bạn sẽ có những cái skill khác nhau, bạn sẽ mở khóa nó lên theo từng cấp độ riêng luôn ha. Hoặc bạn có thể nâng cấp nó lên luôn. Còn bên này là store, là bạn sẽ làm cho cái con character này của mình nó sẽ kiểu VIP pro hơn, đó là nâng cấp sao của nó lên 1 sao, 2 sao, 3 sao. Còn trong này là cái danh sách những cái con tướng, tất cả những con tướng ở trong game luôn, là những con mà có thể là bạn chưa có luôn ha. Nó sẽ có tổng cộng là 5 hệ, gọi là 5 cái thuộc tính như là nước, lửa, gió, ánh sáng, bóng tối các thứ nè. Rồi nó sẽ có 5 loại luôn, đó là Shooter, Warrior, Mage, Pirate và Paladin. Nó có những độ hiếm khác nhau luôn ha. Rồi còn phần Attend là cái phần mà các bạn sẽ sử dụng để mà nâng cấp cái vũ khí của mình lên. Đó, bây giờ mình sẽ Attend thử cái này cho các bạn xem. Đó, đập cái búa vô là xong. Ok. Tiếp theo đó là cái Summer Gate, thì đây sẽ là một cái giống như là vòng quay may mắn, là kiểu gacha ha. Các bạn sẽ phải tốn tiền để mà sử dụng được những cái vòng quay này, và nó sẽ quay ra cho bạn những cái con tướng, những cái character để mà bạn dùng để mà chiến đấu ha. Thì do đây là các bạn test game á, cho nên là mình được tặng những cái đồng token đó free, nên là mình sử dụng để mình trải nghiệm xem là quay nó như thế nào luôn ha. Ok. Rồi còn bên này, đó là những cái con tướng mà lúc nãy mình đập ra mình quay ra được đó mọi người. Đó, xinh thế. Dễ thương quá rồi. Trời, đúng nhiều con dễ thương luôn á mọi người. Ok, trong inventory là cái túi của bạn thôi. Ok, nó sẽ chứa những cái mà bạn thu thập được trong trò chơi, những cuốn sách, những cái mảnh ghép, các thứ material ha. Auction thì đây, lúc nãy mình có nói, thì đây là sẽ cái nơi để mà bạn đấu giá những cái mà bạn đang sở hữu, những cái NFT mà bạn đang sở hữu. Nó sẽ bao gồm là character, equipment, pet thì chắc là trong tương lai nó sẽ có, và những cái item khác như là những cái cuốn sách ha. Rồi bây giờ mình chắc là mình sẽ gọi là làm thử, đây là một cái nhiệm vụ nào đó cho các bạn xem là cái trận đấu nó sẽ như thế nào nha. Đó, các bạn trước đó thì các bạn bấm vào cái chỗ quest á, mọi người bấm vào cái chỗ quest thì nó sẽ hiện ra cái chỗ này, rồi bấm vào fight thôi. Thì như mình nói ban đầu á, đây là một thể loại game đánh theo lượt, nó không phải là game thẻ bài mà nó sẽ là game đánh theo lượt. Thì đây nó sẽ có những cái chiêu nó nằm ở phía bên góc bên dưới bên phải của mình, và tính lượt của mình thì các bạn đánh thôi. Cái lượt của các bạn nó sẽ thể hiện ở bên cái thanh cục dọc bên tay phải này nè. Đó, thì tới lượt mình thì mình đánh, và mình chỉ cần bấm vào cái chiêu đó thôi là nó đã tự động đánh rồi ha.
Ok, nó là một game, cái này mình tua nhanh lên đó cho nên là các bạn thấy nó nhanh vậy thôi. Còn đây là những cái vật phẩm nó rớt ra khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ ha. Đây là những cái mảnh, những cái fragment nè, đó những cái viên đá để mà sử dụng để mà up cái gọi là những cái trang thiết bị của các bạn lên nha. Đó rồi, bắt lại game. Ok, như vậy là đã xong rồi đó. Rồi các bạn cứ làm những nhiệm vụ hàng ngày để mà kiếm thêm những cái vật phẩm cho mình để mà nâng cấp lên, để mà ra những cái NFT ghép nó lại và đem ra chợ để mà đấu giá. Vậy thôi. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thông tin sơ bộ nhất về tựa game Sony, Suvi Universe này, cũng như là đã trải nghiệm cái bản test của game. Thì Alice hy vọng là mọi người đã có được cho mình một cái nhìn tổng quát nhất, những thông tin hữu ích nhất về tựa game này, từ đó sẽ đưa ra cho mình những cái quyết định đầu tư đúng đắn nha. Và mọi người cũng xin lưu ý thì đây không phải là một video kêu gọi mọi người đầu tư vào cái game này đi. Đây chỉ là một video mà Alice thu thập thông tin để mà review game cho các bạn thôi. Cho nên là tất cả mọi quyết định là đều nằm ở bạn nha. Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay, video này hấp dẫn thì hãy cho Alice cũng như là đội ngũ của Coin68CV một like và một subscribe để tụi mình có thêm động lực ra những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.